À, xin kính chào các bạn yêu cờ trong ngày hôm nay thì kênh học của tôi online sẽ gửi tới các bạn phần bình luận về bàn đấu của Uông Dương và Tào Nhâm Lỗi tại cái giải cờ tướng giác cấp biên tái năm 2019 đây là cái bán trong cái thể thức thi đấu ở vòng bán kết thì trong trong trận đấu này thì bên Uông Dương là người cầm quân đỏ đi tiên và bên hậu thủ là Tào Nhâm Lỗi chúng ta sẽ xem những diễn biến chính của bàn đấu này à, đầu tiên thì Uông Dương lệ thế tiên thủ anh ta khai cuộc binh bảy tiến một ở bên đen đối lại bằng đối binh cục Bên tiên mã 8 tiến 7 và mã 8 tiến 7. Mã 2 tiến 1, xe 9 tiến 1 và pháo 8 thoái 1 đến từ khoái đầu khách Uông Dương. Tạo ra một cái hình cờ khá là thú vị để cho cả hai bên. Ở bên đen lập tức tượng 3 tiến 5 củng cố trung lộ và pháo 2 bình 5. Mã 2 tiến 4 chơi nhảy mã quỷ đến từ yêu ma tàu nhấm lỗi. Và bên Uông Dương lập tức ra xe 1 bình 2 đang có lực cờ trên tiền bắt pháo ép bên đen phải có thủ pháp và bên tàu những lỗi đưa ra cái lựa chọn của anh là phương án pháo 8 bình 9. C2 tiến 4 quản lý điểm cao và xe 1 bình 3 ý tưởng là sẽ thúc binh bằng tiến 1 lên để có thể thông tốt và đưa xe lên điểm cao. Chúng ta nhận thấy hình cờ tới đây là hai bên vẫn là cân bằng thôi. Thì Uông Dương đã đi lực cờ tiếp theo là xe 9 tiến 2. Một lực cờ ra xe 9 lên điểm 2 để có thể về sau có thể bình con pháo 8 binh 7 để có thể mở đường đường cho con pháo thông lên để và làm hạn chế cái tầm hoạt động của con xe lỗ 3 của bên đen. Bình 9 tiến 1 đến từ tàu nhắm lỗi và vùng dưng lập tức chuyển xe qua lỗ 6. À, bên đen bình 3 tiến 1 và ăn qua. Ở đây thì bên đen có thể ăn xe lên ngay nhưng mà trong cái hoàn cảnh này thì bên Tạo nên lội anh ta đưa ra cái lựa chọn của mình là phương án mã 7 tiến 6 lao mã lên trước để một đất cờ tranh tiên ép bên đỏ phải xe 6 bình 4 sau đó mới là tiến xe ăn tốt. Các bạn nhìn thấy sau khi bên uh, quân dương đi đất cờ xe 6 bình 4 vừa rồi thì bên, nếu mà bên đen về mã thì sẽ rất kém bởi khi đó thì bên đỏ người ta sẽ có thủ pháp là pháo 8 bình 7 về sau độ tốt 7 qua sông thì rất là nguy hiểm. Trong tình huống cờ này thì chắc chắn phương án chính xác là xe 3 tiến 4 rồi và tiếp theo là là cờ bình vào 8 bình 7 bắt xe thì trong cái tình huống cờ này có ba phương án dành cho bên đen đó là có thể chơi là vào 9 bình 6 bắt xe lại ngược lại hoặc một lớp cờ khác là xe 3 bình 4 nó sẽ tốt hơn trong cái bối cảnh trên chúng ta thử cái xếp cái phương án mà xe 3 bình 4 ấy cái xe 3 bình 4 này sẽ khiến cho bên đỏ không thể phát triển cây theo cái đường hướng là mã 7 tiến 6 được bởi trong cái thực chiến của ván cờ này thì khi bà bên toàn nhân lỗi anh ta đưa ra cái đôi sách của mình là xe 3 bình 2 chạy xe theo cái đường 2 thì khi đó thì bên đỏ đã phát triển được thế công như sau đầu tiên là phương án lao mã 7 tiến 6 lên bắt đôi ép bên đen phải ăn về và Xe 4 bình 6 mở ra một cái hình cờ Mà chúng ta thấy được là cái Bây giờ các bộ quân của bên đỏ đang khá là linh hoạt Đồng thời cái vị trí con mã quỳ kia Là một cái vị trí rất là nguy hiểm Để nguy hại đến trận hình Nếu mà thoát mã quỳ ra thì lập tức là bị pháo 5 vật lên Ăn tốt đầu và không chế trung lộ ngay Tàu nhân lỗi pháo 2 bình 3 bắt tượng Và lập tức là chuyển qua à, Hình thành cặp xe Ở trục lộ 6 Đồng thời là ý tưởng là bắt mã Các bạn nhìn thấy sau khi đánh ra hình vị này Thì bên đèn thật sự rất là lâm nguy nếu mà bình pháo 3 bình 4 ấy, thì chúng ta nhận thấy là sẽ bị quật vào chủ tướng và sau đó sẽ có thủ pháp như là đâm pháo xuống bảy xuống tấn công thì rất là nguy hiểm. Trong cái bối cảnh thực tế của ván đấu trong cái hình cờ này thì yêu ma toàn Lỗi đưa ra cái lựa chọn của mình là pháo 3 tiến 7 quật tượng chủ tướng, ép bên đỏ phải lên sĩ và 5 tiến ba. Ở đây thì nhiều bạn cũng có thắc mắc là tại sao mà bên đen trong cái tình huống cờ này không đi lắc cờ pháo 3 bình 1 ấy, theo cái đây, nếu mà đi vào 3 bình 1 thì bên đỏ người ta sẽ có tấn công như sau. Đầu tiên là pháo 7 tiến 8 chiêu tướng. Các bạn nhìn thấy khi bị chiêu tướng như này thì tướng 5 tiến 1 thì thua ngay tiếng 5 tiến 1 thì à, bên đỏ người ta tiến xe trước tiến 4 thì ăn mã là thua, bắt buộc phải lên sĩ và sẽ là chém xe. Ở đây nếu bên này đánh tiếp có chiêu tướng để rút cây ấy, thì chỉ là rút được pháo thôi. Và sau khi xuất pháo như vậy thì bên đỏ người ta sẽ có một đường cờ rất là tinh tế như sau, đó là phương án ngự ra thân trinh, à, tướng 5 bình 6. Đang dọa cái thủ pháp là có thể quật pháo lên chiếu tướng và sát cuộc. Nếu bên này có dâng xe lên đây thì sẽ là vẫn là ăn. Ép xe về và bình xe của đây sát cuộc, chúng ta nhận thấy được những cái đường đánh này thì bên đỏ sẽ thắng lợi ngay. À, trở lại thực tế của hình cờ trong cái ván đấu bán kết đây là một cái bàn vải rất là quan trọng của Trung Quốc à, thì bên à, Tàu nhắm Lỗi mặc ra đánh ra hình cờ này thì chúng ta nhận thấy được là cái thế công của bên đỏ đang là khá là linh hoạt rồi nhưng mà bên đen vẫn đi được một lực cờ cũng khá cao đó là phương án tượng tiến ba à, treo tượng lên để mượn đường cho pháo chín bình một tấn công ngược trở lại trận hình của bên đỏ của... thì tới đây là bên đỏ có hai biến một là có thể ăn xe xuống mã ngay ăn hơn quân nhưng trong thực chiến ấy, thì bên Uông Dương đánh một nước cờ cũng rất là sáng tạo và mang tính chất nó trầm ổn hơn nếu ở đây đánh gấp bằng phương án tiến xe ăn mã thì tạo ra một hình công xô sát dành cho cả hai bên khi đó chắc chắn là bên đen sẽ phải ăn qua xe ăn lên thì sẽ là bình qua đây các bạn lưu ý ra đánh ra thì cờ này mặc dù bên đen đang kém một quân nhưng thế công tương đối mạnh và bên đỏ để thắng được cũng không phải là đơn giản nếu mà xuất tướng để tránh đòn rút ấy, thì bên đen người ta chiếu tướng và thoái một bắt pháo ngay còn nếu một trường hợp khác đó là chạy con xe về để tránh cái đường ngăn đường ấy, để không cho có thể chiếu rút bắt xe ấy, thì bên đen người ta có thể chuyển xe vào chín bình hai vẫn là tạo ra một cái thế công tương đối là mệt đánh cho bên đỏ có lẽ là do với những cái tính toán như trên mà bên Uông Dương trong cái bối cảnh này không đi lớp cờ là ăn mã ngay mà anh đã tiến pháo 7 tiến 3 lên để hỗ trợ phòng thủ. Trong tình huống cờ này nếu mà bên đen ấy, đánh phương án là đặt pháo 3 bình 1 để cắm đáy thì bên đỏ người ta đơn giản là pháo 7 bình 9 thôi. Thực tế thì sau khi mở tượng lên thì ý tưởng của bên đen đã nhận thấy rõ rồi là pháo 9 bình 1. Để có thể tấn công vào con tốt lộ 9 và ghim xuống đáy tấn công thì trong tình huống cờ này thì bên đỏ của ông Dương có một cái nước cờ được coi là hay hơn trong cái bối cảnh thực tế đó là phương án xe trước tiến 2 để có thể nếu mà ăn qua thì có thể hỗ trợ qua đây để phòng thủ nhưng mà trong cái tình huống cờ này thì bên Uông Dương người ta đi một nước cờ đó là tiến xe lên đè mã nước cờ đè mã này thì không thể phòng thủ được bằng đường xe ở trước nhưng mà nó vẫn tạo ra một cái thế công vì sau có thể vật pháo lên tốt đầu À bên đen pháo một bình bốn đến từ tàu nhóm lỗi lập tức là uống dương nó phải chuyển xe qua phòng thủ bình pháo và ngăn lại ở đây thì sau khi bên uống dương ngăn lại đường pháo lại như này thì đang đe dọa cái đường cờ là có thể quật pháo 5 đến 4 ăn pháo trống ngay thì rất là nguy hiểm à bên đen nó phải cho thoái xe về thủ nhưng mà bên uống dương đánh ván cờ này rất là cao tay anh lập tức vẫn ăn tốt ép bên đen phải ăn về và tiến xe lên các bạn nhìn thấy sau khi bên hai bên ấy, ở trạng thái cờ cân bằng như thế này ấy, thì cái điểm yếu của con mã quỳ của bên đen lại là một cái điểm yếu chết người hiện tại thì nó không thể thoát được về sau thì bên đỏ có thủ pháp là pháo tám bình sáu bắt chết mã và hân quân chúng ta nhận thấy nếu mà ở đây nếu mà bên đen cố giữ mã bằng cái đường cờ thoái thoái xe về đây thì bên đỏ người ta có thể là bình pháo và chiếu ngay ép xe qua và bình qua đây và ăn đến tượng thì chúng ta nhận thấy là khi đánh ra hình cờ này là bên đen đã kém phân hoàn toàn rồi trong thực chiến của ván cờ này khi trong đánh ra cái hình cờ này thì bên toàn nhận lỗi lập tức cho tượng bảy tiến năm để củng cố trước và ung dương bình phá vào chiếm độ 6 lên sĩ ăn quân và sau khi ăn quân như thế này thì chúng ta nhận thấy được là bên đỏ đã hình thành thế trận là hơn một mã đối với hai xe một pháo của bên đen tiến xe lên để có thể phong tỏa bên đỏ lập tức cho bình pháo vào trung lộ để khóa đường xe và giật còn xe trước xe thoái một các bạn nhìn thấy uh, những cái đường cờ này đầu cây và bên đây thì mình sẽ đi rất nhanh thôi bởi chúng ta nhận thấy được với cái bố cục này thì, thì khi ở trình độ kỳ vương người ta đánh với nhau thì không thể thoát được về tượng và thoái sĩ uh, chiều tướng và những cái đường mở quân của bên Vương Dương để phát triển mã lên hộ công. Bình xe qua và thoái về bắt pháo. Chạy, sau đó bình qua đây. Nếu mà đấu xe đi thì vẫn là hình thành pháo mã hai bình. Chắc chắn là giành thắng lợi trước hệ thống cờ tàn của bên đen. Bắt buộc bên tàn lối phải chạy xe qua và ung dương bình 1 tiến 1. Bình 1 tiến 1 và lên sĩ. Bình chiếm lộ để có thể uh, đi là cờ tướng 5 bình 4 để ngự giá thần trinh sau đó thì bên ở bắt buộc bên đen phải vào tám bình xe tám bình năm để vào che trung lộ thì bên U dương đã phát triển con mã lên để tấn công chúng ta nhận thấy được đây là một hình cửa thắng tuyệt đối thôi bắt xe ép xe ép sĩ phải lên và thoái về đây chiếu tướng và xe 4 tiếng 1 bắt chết xe của bên đen thì tới đây là tạo những đội với hình cờ mất xe như vậy thì đã chấp nhận là buông cờ nhận thua và sau đó thì đội của Uông Dương đã giành chiến thắng và vô địch của giải cờ tướng cấp đến tái năm 2019 như các bạn đã biết à, như vậy là trong cái video ngày hôm nay thì kênh học của Online vừa bình luận cùng các bạn một cái ván đấu của khoái khách Uông Dương và yêu ma tạo nhóm lỗi được cái thể loại đối binh cục Rất mong các bạn một lần nữa có thể bỏ ra một chút ít thời gian Để sau khi xem xong video này có thể ấn like Cũng như ấn đăng ký để ủng kênh Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới